Đây, hôm bữa mình có diễn một cái chữ hân hạnh tài trợ chương trình, chạy ngang qua đây. Bạn nhớ lý chuột phải lên ha, cho nó hiển thị khung an toàn, vùng an toàn trước. Đấy, nó ra hai cái thanh này, cái chữ không được lòi ở dưới đây. Ra TV nó cắt nó bỏ đó, không được vừa qua bên này. Bây giờ mình nêu một cái title ở đây. Bên kia bạn nêu thì nó không có hỏi đâu, nhưng bên này bạn nêu nó hỏi nè. Ví dụ như bò ngang như con cua, nó gọi là crow. Bấm vô đây. Hồi nãy cái nãy là cái still á, là hình tĩnh, nhớ ha. Hình tĩnh bây giờ là grow. Rồi, ok. Cái này bạn cứ để ở đây một xíu, bạn đặt tên sau. Thật là bạn đặt tên luôn được. Super. Đấy, ok. Rồi bạn đánh chữ vô nè, đánh đại vô. Nó dài, rất là dài. Đó, ví dụ thầy ví dụ nè. Đánh đại vô, ví dụ như A, B, C, C. Hân hạnh tài trợ chương trình này. Rồi thì copy ra Ctrl A. Rồi Ctrl C y như buộc thôi, cắt ra một cái, cắt rộng ra, Ctrl V. Rồi cắt ra một cái Ctrl V. Nó dài lắm, bạn làm Photoshop không nổi, chính vì thế cái chương trình này rất là hay. Bạn cứ cắt ra Ctrl V. Cắt Ctrl V. Đấy, bạn nhớ cái thanh ở dưới này nó dài lắm. Đây, ngay cái phim đầu bạn để ngay đây. Đánh xong bấm nhớ bấm cái nút selection chúng thôi bạn. Đấy, đặt ngay đây, nó có cái thanh nó ví dụ thầy ABC đây. Bạn đặt ngay vào đây ha. Ví dụ bạn đặt đây bạn thoát ra nè. Không có nút ok đâu. Bạn chọn phong như tùy bạn ha. Kéo nó thả vô. Đây, như vậy bạn thấy nó cứ chạy qua hồi. Chạy hoài, bạn thấy nó chạy nhanh quá thì bạn giãn nó ra. Cứ kéo ra, cái thời gian càng dài thì cái tốc độ nó càng chậm vậy thôi. Ví dụ ta kéo ra từ đây, bắt bay ba nó coi. Đấy, chạy hoài. Cho nên cái này không làm bên Photoshop được, mà làm bên này thôi. Photoshop không có cái file nào nó dài như thế. Bạn thấy bạn coi phim nhiều cái kênh nó chạy 15-20 phút đó. Ví dụ như truyền hình cáp hỗ trợ rồi cái gì nó chạy hoài. Ví dụ bạn muốn sửa cái double click vô, ví dụ chọn cái phông nào nó bóng hay gì đó một chút shadow. Đây chẳng hạn, bạn chọn cái này nó có đổ bóng thì bạn chọn cái phông khác nha, cho nó dễ ha, tùy bạn, hay có cái viền cho nó dễ đọc. Đấy, không sao hết, bạn thích cái nào nó tùy. Đó. Cái này nó cũng có shadow đó. Thoát ra nè, nhưng mà nhớ một điều nè, ví dụ thầy thoát ra ở đây nó có bị một cái hiện tượng rất là đột ngột. Ví dụ tới đây nhảy vô cái có cái chữ liền phải không, rất là khó chịu. Thầy muốn nó bắt đầu từ đây nó chạy vô, như vậy double click vô thì ở đây nó có chữ, bạn để vô bạn thấy nè, option nè, để chữ ra option, bấm vô đây. Đấy, bạn chọn là start offscreen, tức là bắt đầu từ ngoài màn hình và kết thúc rời ra khỏi màn hình là end offscreen, nhớ nha, start offscreen là end offscreen, là tức là bắt đầu nó ở ngoài màn hình. Ok, bạn khỏi mấy cong cong như vậy đó, rồi thoát nó ra. Như vậy khi bạn đặt nó vô ở đâu là bắt đầu nó ở ngoài, nó cứ chạy vô thôi. Ở ngoài nó chạy vô. Đấy, hot phim nó chạy ra hot là nó hot, nó tự nó hot rồi nó chạy hết. Rất là dễ. Rồi thử đi, thử cái